Ủa mấy bạn là ai vậy? Tụi ta là The Clean Team. Bữa nay biệt đội dọn dẹp của chúng ta sẽ quét sạch grocery gang của nhà ngươi. Yes. Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Cảm ơn các bạn luôn nha. Chào mừng các bạn đã đến với một tập nữa với chủ đề The Grocery Gang. Các bạn ơi, lần này các bạn sẽ được chứng kiến Grocery Gang Pushy Power. Là những bạn nữ Grocery Gang khổng lồ đấy. Ý Cam đang nói tới hai pack Grocery Gang Action Figure ở bên đây nè các bạn ơi. Mới nhìn thấy bao bì bên ngoài, các bạn thấy là đây là những bạn Grocery Gang Oversize, bự hơn những bạn bình thường rất là nhiều luôn. Sẽ có hai pack như thế và anh có một pack 5 ở giữa nữa, gồm 4 bạn Grocery Gang và một bạn bí ẩn bên trong. Và tất nhiên là không thể nào thiếu được những pack 2 bí ẩn, những cái thùng rác. Em háo hức quá à, mình mở ra đi anh ơi. Ok, Cam đi vào chút xíu nha. Ok, bây giờ anh nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu với những cái pack 2 bí ẩn này nha. Đó, một cái thùng rác Putrid Power. Bên đây là The Grocery Gang Team đối đầu với lại Clean Team, những nhân vật siêu hiếm của kỳ này. Ok, mở ra thôi. Đây là cái list danh sách của các bạn Grocery Gang Series 3 kỳ này. Ok. Đó, những tập trước thì anh cũng đã giới thiệu những bạn này quá kỹ rồi. Đây là biệt đội Clean Team siêu hiếm. Tập hợp toàn những nhân vật siêu hiếm. Còn dưới đây là Limited Edition. Không biết chừng nào mới mở ra được một bạn đây. Hai nhân vật đầu tiên của ngày hôm nay. Một nhân vật mới, anh chưa có luôn. Bạn này là Gooey Shoe, nằm ở trong bãi rác Trash Alley nha các bạn. Và đây là một chiếc giày cổ cao, đó, nhìn có vẻ như giống chiếc ủng. Trời ơi, le cái lưỡi khóa dài luôn nè, lộ cái hàm răng trên ở đây nữa. Nàng ơi, wow. Tiếp theo. Bạn này có rồi. Bạn này chính là Lumpy Lasagna. Một cái bánh lasagna món cục thế mà ghê. Ở trong nhóm World Food. Bạn này thì có hai phiên bản nha các bạn. Một là cái màu xám xám như thế này, hai là màu nâu. Và cả hai phiên bản thì anh đều đã có được ở những tập trước rồi. Ok. Có thể anh sẽ gắn bạn này lên cái thùng rác. Đó, không rớt luôn các bạn. Pack tiếp theo. Hy vọng trong tập này chúng ta sẽ kiếm được một bạn siêu hiếm một thôi cũng được. Đó, pack nào cũng đi kèm thêm một cái list nha các bạn ơi. Nhân vật nào tiếp theo đây? Bạn này nhìn quen quen. Nằm ở trong nhóm Cruddy Sport, thể thao kinh dị. Bạn này tên là Smashed Racket. Một cái vật tennis kinh dị nha các bạn ơi. Đó, đánh tennis nào. Nếu các bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy đây là một cái vật tennis mà có hai con mắt lòi ở đây các bạn ơi. Cái lưới vật bị lủng này làm thành cái miệng đó, và trên chén bị nguyên một cái trái banh tennis ịn vô đầu luôn. Ok, còn đằng sau mèn ơi, như là một cái vật đập ruồi thì có, thấy ruồi tùm lum nè. Rồi nhưng mà nhìn chung thì bạn này cũng có một cái hình dáng rất là dễ thương nha. Ok, tiếp theo. Đây là Slimy Peel, một cái vỏ chuối dập. Bạn này thì anh cũng đã có một cái phiên bản màu vàng như thế này rồi. Đây là phiên bản màu vàng nhạt, rất là nhạt. Ok, gắn bạn này lên đây. Pack thứ 3. Xem nào. Một bạn bị trùng rồi. Bạn này cũng ở trong nhóm đồ ăn vòng quanh thế giới luôn các bạn. Texas Mystic, một cái miếng thịt bò Texas lầm lỗi. Trời ơi, cái tên gì kỳ quá. Ý nói bạn này bị trùng ở đây, tức là bị trùng với tập trước. Anh đã mở ra được cả hai phiên bản của bạn này luôn rồi. Dạ, đây là một miếng thịt bò, có dòi bò lên miếng thịt bò, và miếng thịt bò đang bò trên bàn. Thịt luôn. Này đây. Một bạn màu xanh. Màu xanh. Rotten Rim, anh nhớ tên bạn này luôn. Đây nha các bạn ơi, Rotten Rim. Bạn này là một cái mâm xe móc meo nha các bạn. Hay không, mâm bánh xe chứ không phải là mâm xe. Xe bong bong trên đường, xe bong bong chiếc bánh. Thôi, nhưng bạn có sự gian bình thường như thế này thì rất là mềm dẻo luôn. Gắn lên đây. Ủa, đâu rồi? Hả, bạn này không có một cái lỗ ở dưới các bạn ơi. Tao đành gắn bạn này vậy. Hộp thứ tư. Những cái thùng rác này chúng ta cũng thể mở bằng cách là bóp như vậy các bạn. 1, 2, 3. Wow. Sao mà mạnh vậy? Lại coi. 1, 2, 3. Mèn ơi, giống như là thùng rác bazooka vậy đó. Này, anh nghĩ kỳ này mình mở có 5 phát nên tỷ lệ kiếm được siêu hiếm chắc cũng rất là thấp. Đây là một nhân vật đẹp trai nhất trong tất cả các loài cá.
tham khảo mấy anh chị. Bạn này là Slotfish nha các bạn. Ở ngoài đời thì chúng ta có một cái loài cá thật sự như vậy luôn. Hình như nó tên là Blobfish thì phải. Đó, nói chung là cũng xấu y chang tới ngang ngửa như vậy nè. Một cái bộ phận trước mặt giống như là cái mũi rất là to như vậy. Miệng thì bành ra. Ok. Nếu các bạn để ý kỹ thì sẽ thấy hai cái vây cá hai bên nè. Rồi đuôi nữa. Ý ôi. Ok, để đây. Oh yeah. Yes! Một bạn siêu hiếm rồi các bạn ơi! Wow! Đây là một nhân vật ở trong biệt đội Clean Team, biệt đội dọn dẹp, cái tên là Phil Buster. Đó, những bạn Grocery Gang này mà các bạn thấy có cái ký hiệu một cái thùng rác màu xanh lá cây như thế này nè, là siêu hiếm nha. Yeah, siêu hiếm! Ơ, nhưng mà anh ơi, hình như là bị chồng á. À, đúng rồi, Cam Cam. Anh cũng nhớ mang máng là bạn này mình có rồi, để xem lại coi. Đâu rồi. À, đây rồi, bị trùng rồi các bạn ơi. Hai cái máy hút bụi cầm tay luôn. Thôi nhưng mà không sao. Đối với siêu hiếm Grocery Gang thì bao nhiêu anh cũng lấy hết. Thác thứ 5. Hả? Hụt hết trơn luôn, hay vậy? Rồi, ok. Nhân vật thứ 9 và 10 của ngày hôm nay. Này đây, đây là Chunky Curry. Một tô cà ri màu cam. Nhìn không có hấp dẫn đâu nè. Và có lẽ là không có ăn được đâu nè. Và mình cũng có bạn này luôn rồi nè. Next. Hả? Bị chung rồi. Hai cái vật tennis luôn các bạn. Chắc là cho hai người chơi. Còn không thì ghép lại thành một cái vợt double bất khả chiến bại luôn. Ok, như vậy là 5 pack thùng rác nhỏ được mở ra đó các bạn. 10 nhân vật với một nhân vật là siêu hiếm The Clean Team. Ồ, như vậy là may mắn lắm rồi anh ơi. Người ta mở quá trời nhiều khi mà không được siêu hiếm luôn á. Đúng rồi, Cam Cam. Tất cả là do số phận thôi. Rồi, tiếp theo mình sẽ mở cái pack 5 này. Đó, trong cái pack này thì chúng ta sẽ có 5 nhân vật Grocery Gang. À, cái thiết kế hình vẽ này cũng quá đẹp nha các bạn. Trong pack này thì chúng ta thấy rõ ràng được 4 bạn rồi. Và có một cái thùng rác mini ở trong này. Để xem nha. Này, đầu tiên trong pack này thì chúng ta sẽ có một cái list bự hơn cái list bình thường. Các bạn có thể so sánh về size nè, ha, bự hơn chút xíu. Ngoài ra ở bên dưới này thì nhà sản xuất cũng hướng dẫn chúng ta một số những cái mini game mà có thể chơi với những cái thùng rác Grocery Gang này. Ví dụ như là game 1 Battle Lines, chúng ta có thể xếp hàng hai cái hàng Grocery Gang như thế này và lần lượt hai bên sẽ búng những bạn Grocery Gang qua làm đổ những cái thùng rác. Ai làm đổ nhiều hơn sẽ thắng. Còn game thứ hai đó là xếp những cái thùng rác này thành một cái vòng tròn và thảy những bạn Grocery Gang vào. Nhân vật của ai mà bị văng ra ngoài coi như là thua. Game thứ ba thì cái này là đơn giản hơn nè. Chỉ cần xếp chồng những cái thùng này lên rồi ném cho đổ. Hoặc là game nhanh tay lẹ mắt, có ba cái thùng rồi chúng ta sẽ tráo và người bên kia sẽ đoán xem là bên trong thùng nào có Grocery Gang. Không chỉ những siêu tập mà chúng ta cũng có thể chơi được luôn. Rồi, để xem lần lượt chúng ta có những nhân vật nào. Một nhân vật ở trong Fish Market có tên là Scrabby Crab. Bạn này thì anh cũng đã có rồi. Một bạn cua mắt lòi không đều. Nhân vật này nhìn cũng rất là thú vị nha các bạn ơi. Tiếp luôn là Yuck Taco. Bạn này thì anh cũng đã có hai phiên bản màu luôn rồi. Ok, và đây là cái tủ lạnh Fungus Fridge. Đó, một cái tủ lạnh thật là ý ẹ luôn. Rồi, ok, còn đây là cái thùng rác mini nha các bạn. Đây, anh sẽ so sánh size cho các bạn thấy. Đây là một cái pack 2 bình thường, bên trong chứa hai bạn. Còn cái thùng rác mini này thì chỉ chứa một nhân vật thôi. Xem nào. Đây là Pukey Plunger. Một cái đồ thông toilet. Bạn này anh cũng đã có hai phiên bản luôn. Và trong cái pack 5 này thì các bạn đúng ra là cái tỷ lệ mà siêu hiếm ở trong cái thùng rác mini này rất là cao. Nhưng mà có lẽ cho chúng ta không có may mắn lắm, cho nên vẫn là một bạn bình thường thôi. Ok, không sao. Quên nữa các bạn ơi, anh bỏ sót một nhân vật. Đây là Dirty Danish. Và này thì anh cũng đã có một cái phiên bản màu xanh này rồi. Đây là phiên bản màu cam, có như đủ bộ. Còn bây giờ anh xin giới thiệu cho các bạn những ngôi sao của dòng The Grocery Gang Series 3 kỳ này nha. Phần hấp dẫn tới rồi các bạn ơi. Grocery Gang Portrait Power. Đây là những pack action figure, tức là những cái mô hình Grocery Gang có thể cử động được. Như ở đây là anh có một pack của Portrait Pizza đã được nâng cấp sau khi có Portrait Power. Đó, trong một cái pack này chúng ta sẽ có một cái bạn Grocery Gang action figure bự độc quyền của cái pack này. Đó, và một cái vũ khí nhỏ nhỏ.
ở đằng sau à, chúng ta có giới thiệu sơ sơ về cái dòng này và cả một cái tiểu sử của bạn Putrid Pizza này nữa. Putrid Pizza aka Pizza Face. Pizza Face is one slop with the lot, never say die leader of the grocery gang. Bạn Putrid Pizza này là một trong những nhân vật dẫn đầu của binh đoàn grocery gang nha các bạn. Ok, bên dưới đây thì chúng ta sẽ thấy cả list của tất cả những nhân vật figure luôn. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tổng cộng là 9 nhân vật to như thế này để có thể sưu tập được. Và hôm nay thì anh sẽ mở hai nhân vật, bạn Pizza và bạn Donut. Ok, tiến hành thôi. Đây, ngầu chưa các bạn ơi? Giới thiệu cho các bạn nha. Đây chính là Putrid Power, phiên bản nâng cấp. Phải gọi đây là một grocery gang khổng lồ. Ngoài ra bạn này cũng có đi theo một phiên bản đặc biệt, phiên bản độc quyền của cái pack này. Thả bạn này thì cũng nhỏ như bình thường thôi, và cũng dẻo luôn. Còn đây là phiên bản original từ season 1 nè các bạn. Anh thì anh thấy thích cái phiên bản của bạn này hơn. Đó, các bạn thấy sao? Rồi, bây giờ để nói về cái figure này nha. Đầu tiên thì cái vũ khí này chúng ta có thể gỡ ra được. Đó, đây là một cái đồ xúc bánh pizza các bạn. Oh man, rất là đẹp luôn. Tay cầm màu vàng, cái phần tam giác là màu bạc metallic. Có một cái cục giống như là một cái cục thịt ở trên đây nè. Đó, và thật ra mục đích là để gắn bạn grocery gang lên đây. Oops. Đây, giống như vậy nè các bạn. Và khi bạn này cầm vào để chiến đấu, đó, giống như là mang theo bên mình trợ tá vậy đó. À, rồi còn về thiết kế của bạn này, các khớp có thể cử động như sau. Bây giờ phần đầu nè, có thể quay 360 độ luôn, thoải mái hai chiều luôn nha các bạn. À, thì nếu mà không có phần thân á, cái phần đầu này sẽ y chang như bạn này luôn. Nhưng mà với một cái sắc màu rất là rực rỡ hơn nhiều. Ok, còn phần thân thì cũng rất là chi tiết. Phần sau nè. Rồi, các khớp cử động của hai bên tay của bạn này nha. Thực sự thì anh rất là bất ngờ bởi cái sự linh hoạt của những cái khớp này. Mới đầu thì anh chỉ cứ tưởng là cái tay này nó chỉ đưa lên đưa xuống như vậy thôi, và cái chân cũng vậy, nhưng mà không có đâu nha các bạn ơi. Đưa lên đưa xuống nè ha. Đưa ra bên hông, và thậm chí nếu cần có thể đưa ngược ra đằng sau luôn. Bởi vì đây là cái khớp thuộc loại khớp cử động 4 chiều, xoay vòng, ngược lại và lên xuống. Đó, và chân cũng vậy các bạn. Ok. Đó, cho bạn này tẹt ngang được luôn á. Và bởi vì những cái khớp rất là linh hoạt cho nên chúng ta dễ dàng tạo dáng cho bạn này. Ví dụ như cái tư thế chạy thục mạng. Oh no, oh no. Tư thế đứng một chân. Tư thế lụm đồ ăn bị rớt. Tư thế ngồi coi video của Toy Station và cho anh khoai tây một like. Trời ơi, tư thế này anh bịa đó nè. Thì tư thế nào anh chả bịa thôi cam cam. Đó, mà còn đây là tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nha các bạn. Ok. Còn xét về chất lượng nhựa thì những cái phạt của bạn này đều là bằng nhựa đặc hết nha các bạn. À, cho nên là bạn này có một cái độ nặng nhất định nè. Và về chi tiết màu sắc thì khỏi chê luôn. Nhìn đúng gớm. Ý anh gớm là gớm theo nghĩa của grocery gang đó. Càng gớm càng tốt. Ok, tạm thời để bạn này ở đây và chúng ta sẽ mở tới pack tiếp theo. Đây chính là Dodgy Donut. Xem đằng sau nào. Đây là phiên bản siêu cấp của Dodgy Donut, hoặc có biệt danh là Rocky, rock hard and ready to roll. Rất là cứng cỏi và luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Ok, rồi bây giờ anh sẽ mở bạn này ra. Đầu tiên đây là phiên bản bình thường của Dodgy Donut. Ở đây có bị kẹp một miếng nữa các bạn. À, nhưng mà đây là phiên bản độc quyền của cái pack này. Còn trong series 1 thì bạn này có hình dáng như thế này. Đó, đây là phiên bản màu xám nữa các bạn. Bạn này cũng có một phiên bản màu vàng với lại kem màu hồng y chang luôn. Giữa hai bạn này thì anh thấy Dodgy Donut này dễ thương hơn. Đó, ok. Còn đây là phiên bản nâng cấp Putrid Power của Dodgy Donut. Bạn này rất là đẹp luôn các bạn ơi. Một cái bánh donut khổng lồ. Nhìn cái mặt đấy mà ghê luôn. Nguyên một cái hàm răng nghe luôn đó các bạn ơi. Đều tăm tắp. Trời ơi, chỉ có điều là hơi bị dính slime màu xanh thôi. Bạn này thì không có cái phần thân nha các bạn. Bởi vì cơ bản là cái đầu là cái thân luôn rồi. Bự hay là bự luôn. Hai tay hai chân mọc ra từ cái bánh donut này. Và ở giữa là cái lỗ của bánh donut. Có thể nhìn xuyên qua bên kia luôn. Hello. Rồi, và tất nhiên là vì không có thân cho nên là khớp đầu cũng không có luôn. Còn đây là khớp tay. Khớp tay thì cũng rất là linh hoạt nha các bạn. Y chang như là Putrid Pizza. Bên này cũng vậy. Tay và chân bạn này là những cái vòng, những cái ring. Bánh giống như là bánh donut luôn. Ok. Còn nói về phần chân thì là do cái cấu tạo như thế này thì chân bạn này thì không có linh hoạt được như là của Putrid Pizza. Ví dụ như là tẹt ngang thì chỉ có thể tới đây thôi. Đó, chứ không có đụng đất được. Nhưng mà bù lại thì bạn này cũng tẹt dọc được luôn. Hello. Nè. Nhìn rất là hay luôn các bạn ơi.
Ok. Và bạn này thì đi kèm với một cái khúc côn. Cái khúc côn này hình như là được làm từ cái bánh churros hay là cái gì đó các bạn. Giống như cái bánh chiên á. Đó, còn dính sô-cô-la với lại slime đầy luôn. Và chúng ta có thể cho bạn này cầm được như thế này. Đó, ok. Và cầm rất là chắc luôn. Chúng ta có thể tạo dáng tùy ý. Còn không thì chúng ta để xỏ ra đằng trước cũng được, để làm thành cái mũi của bạn này. Ô mèn ơi. Đây là màn biểu diễn ảo thuật kinh dị. Ta-da. Đây là thế đại bàng tung cánh. Thế múa côn điêu luyện. Thế tập thể dục buổi sáng. Bay đôi cao lên trời, bay ngang ngang bờ bay, bay thăm thăm trước mặt buồn cả hai tay. Siêu thị Yucky Mart. Ê các bạn ơi, mình nghe nói là Grocery Gang sắp có season 4 rồi đó. Vậy hả, đồ đã đảo vậy, đảo vậy. Season 4 chắc vui lắm luôn á. Ủa mấy bạn là ai vậy? Tụi ta là The Clean Team. Bữa nay biệt đội dọn dẹp của chúng ta sẽ quét sạch Grocery Gang của nhà ngươi. Ủa, tụi mình có làm gì đâu? À đúng rồi, tụi em có làm gì đâu mà đòi dẹp sạch tụi em. Tại vì các người dơ bẩn quá. Không nói nhiều nữa, yêu Master đâu. Dạ của em, hút mũi tụi đây rồi ba. Cheers. Mất tiêu bạn kia ra luôn à. Nè đâu. Dạ. Để bếp tụi nó cho ta. Ok. Còn ta sẽ quét sạch các ngươi. Sợ quá, sợ quá. Còn một ta nó trên kia kìa, lôi nó xuống đây. Dạ. Chị xuống đây. Ta thiêu, ta thiêu. Không có thà gì hết trơn á, mang cái máy tính tiền ra đây. Máy tính tiền để sẵn sàng. Một, hai. Nó bay xa quá. Ý, dạo này ta hát xì được nhiều cái lắm á. Em không có mũi nên không hát xì được. Ủa gì vậy? Mấy anh ơi, biệt đội Clean Team đến rồi. Tỉnh dậy. À không sao, anh đã ngủ thôi à. Biệt đội Clean Team thật là quá đáng, hãy chờ ta. Đúng là quá đáng luôn á. Ủa sao phải đạp lên người em đi vậy? Miệt. Hey Clean Team, tại sao các ngươi lại ăn hiếp bạn bè ta? Các ngươi làm như vậy có biết là quá đáng lắm luôn á. Đừng nhiều lời, tao quét luôn mọi người. Khoan, em xí. Chỉ gì? Để tụi em biến hình đã. Biến gì tao không hiểu. Này vậy nè. Hatred Power. Hatred Power. Ý mẹn ơi. À, mấy quyền phim hết ngoài đường em rồi. Em đứng xích lên xíu nha. À, tao cũng đứng xích lên xíu. Clean Team, bây giờ tụi người tính sao? Nè. Anh, mình đứng dẫn vô đi. Bây giờ mình là Super Power rồi, mình té hoài kỳ lắm. Ta sẽ cố gắng. Anh cố gắng ghê luôn á. Clean Team, bây giờ tụi người tính sao? Không muốn đấu với bọn ta không? Anh ơi, em về em chở mẹ đi bơi nha. Hả? Còn em à, em về em đi ngủ nha. Đúng là lũ hèn á. Còn các ngươi đừng tưởng là ta sợ các ngươi. Tụi mày chơi kỳ quá, tụi mày chơi kỳ quá, tao đi luôn. Tụi mình được cứu rồi, nhất thì má đã trở lại dơ hơn xưa. Ai nói? Tụi ta sẽ trở lại. Trở đi. Wow, anh ơi, hai bạn Grocery Gang siêu cấp này ngầu quá à. Những anh hùng của thế giới Grocery Gang. Đúng rồi, gầm gầm những action figure của Grocery Gang này nhìn đúng ngầu luôn. Khi mà The Grocery Gang vừa mới tung ra cái tin á là có những figure này thì anh đã rất là háo hức luôn và phải đặt mua cho bằng được. Mà lâu thiệt là lâu luôn thì anh mới có thể tận tay và review cho các bạn ở trên Toy Station nè. Câu hỏi bây giờ là Cam Cam ơi, em thích là Putrid Pizza, biệt danh là Pizza Face, hay em thích Dutchy Donut hơn, biệt danh là Rocky? Em thích bạn Rocky đó. Tại bản nha tròn tròn nè. Với lại tất nhiên là em thích donut rồi. Thôi vậy thì đỡ quá, anh với em khỏi phải tranh cãi. Anh thì anh thích Pizza Face, nhìn bao ngầu luôn. Còn những fan của Grocery Gang đang xem video này thì sao? Các bạn thích nhân vật nào? Pizza hay là donut? Hãy comment ở bên dưới cho anh Khoai Tây và Cam Cam được biết nha. Ok, như vậy là một tập nữa trên Toy Station đến đây là hết rồi. Nếu thích video này thì các bạn hãy cho anh Khoai Tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để trở thành thành viên chính thức của Toy Station nha. Các bạn nhớ bấm luôn cái chuông kế bên để có thể nhận được thông báo video mới nhanh nhất. Anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì anh xin chào tạm biệt.